Đào Duy xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn đang đến với chương trình Chuyện Đông Tây Kỳ Thú. Thưa quý vị, những câu chuyện ngày hôm nay sẽ đến từ phương Đông trước hay là phương Tây trước đây? Mời quý vị cùng theo dõi. Tục ngữ có câu thất bại là mẹ thành công. Câu nói này rất đúng với trường hợp của một họa sĩ nổi tiếng sống ở thủ đô La Habana của Cuba. Sau những lần thất bại do không chọn được loại vải ưng ý để phối hợp với những đường nét trong các bức tranh của mình, thì nghệ sĩ ở tuổi 60 này đã nghĩ đến việc sử dụng lá thuốc xì gà, một loại đặc sản của Cuba, để sáng tác nghệ thuật. Và lúc đó ngay cả ông cũng không ngờ rằng sự sáng tạo ấy đã giúp cho mình nổi tiếng. Họa sĩ Milton Julio Bruno Castro luôn tự hào khi ông là người đầu tiên có thể đưa những lá thuốc xì gà vào những bức tranh, tạo nên nét độc đáo cho các tác phẩm nghệ thuật của mình. Ông cho biết hồi năm 2000, ông đã phát hiện những lá thuốc này có màu đẹp và rất bền sau khi thấy anh trai mình làm thí nghiệm với chúng. Theo họa sĩ Milton, những lá thuốc xì gà có thể cho ra 60 màu sắc khác nhau. Hơn nữa, mỗi chiếc lá còn có những đường gân đặc trưng giúp ông có thêm nhiều lựa chọn. Những bức tranh dạng này vừa đẹp vừa phản ánh nét văn hóa tiêu biểu của người Cuba đã giúp tên tuổi của nghệ sĩ Milton Julio Bruno Castro ngày càng vang xa. Ông từng được mời tham gia các cuộc triển lãm nghệ thuật quy mô lớn tại nhiều nước, trong đó có Mỹ, Trung Quốc, Panama hay Tây Ban Nha, và luôn nhận được sự tán thưởng của những người yêu hội họa. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng đến với một thế giới thu nhỏ, mô phỏng những công trình, những sự kiện gắn liền với lịch sử thủ đô Berlin của nước Đức. Công trình nghệ thuật với cảnh trí sinh động như là thật được trưng bày dưới chân tháp truyền hình tại quảng trường ở thủ đô Berlin. Và ngay bây giờ thì mời tất cả quý vị sẽ cùng theo dõi nhé. Mô hình thành phố Berlin thu nhỏ tái hiện lịch sử hình thành và phát triển của đô thị lớn nhất nước Đức qua nhiều thời kỳ, từ thời Trung Cổ với cảnh trí đơn sơ, thời kỳ công nghiệp hóa với những công trình hiện đại, thời chiến tranh thế giới thứ hai cho đến thời hiện đại. Công trình này có diện tích khoảng 1.600 m² với chừng 5.000 mô hình các cư dân, tất cả đều được thiết kế tỉ mỉ và in ra bằng công nghệ in 3D. Các bức tượng đều được thiết kế trên máy tính. Các nhà thiết kế phải vẽ từng chi tiết cho các nhân vật, từ trang phục, tóc, nón, đồ trang sức cho đến đôi giày, rồi in ra bằng máy in 3D. Sau đó họ vẽ thêm theo cách thủ công. Khối lượng công việc này không hề nhỏ. Mô hình thu nhỏ của thành phố Berlin này do nhóm chuyên viên người Anh với khoảng 30 thành viên thực hiện. Họ phải làm việc cực lực trong hơn 1.5 năm mới hoàn tất toàn bộ công trình. Chúng ta có thể thấy rằng là để có một tác phẩm mô hình thu nhỏ, đậm chất nghệ thuật thì đòi hỏi người nghệ sĩ phải thật tỉ mỉ và đầu tư nhiều công sức khi chế tác. Và Joshua Smith là một nghệ sĩ làm mô hình nổi tiếng ở Australia. Anh ấy có thể thu nhỏ mọi thứ mà mình muốn với đầy đủ các chi tiết, chẳng khác gì một đồ vật thật. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau gặp gỡ với người nghệ sĩ tài năng này nhé. Joshua Smith là một họa sĩ chuyên vẽ tranh bằng bút chì có thâm niên gần 20 năm ở Adelaide, Australia. Mới đây, anh đã chuyển sang lĩnh vực làm mô hình thu nhỏ nhằm tìm kiếm sự mới mẻ trong sự nghiệp. Tác phẩm của anh thường lấy cảm hứng từ thứ xưa cổ mà mọi người ít chú ý đến. Chúng có thể là những tòa nhà cũ xuống cấp nằm trên những khu phố chật hẹp đầy bụi rác, nếp mình bên đời sống đô thị hiện đại. Tất cả đều được anh tái hiện thật đến từng chi tiết với tỷ lệ 1/20. Như tác phẩm đáng chú ý này của anh là mô hình thu nhỏ một tòa nhà 4 tầng nằm trên đường Temple, phố Cửu Long Thành, Hồng Kông. Anh mất 3 tháng làm việc từ 8 đến 16 tiếng đồng hồ mỗi ngày để hoàn thành mô hình. Joshua Smith đã tham khảo rất nhiều hình ảnh của tòa nhà nhằm tạo ra các chi tiết sao cho giống nhất. Anh thường dùng ván công nghiệp, bìa cứng và nhựa để tạo phần khung nền cho các mô hình. Sau đó anh dùng sơn và phấn màu để hoàn thiện chúng. Joshua Smith đã mang những tác phẩm mô hình đến triển lãm ở nhiều nước trên thế giới như Anh, Pháp, Đức, Mỹ. Sẵn đang nói về những cái câu chuyện với những cái đồ vật bé xíu xíu xíu, thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau gặp gỡ với nữ đầu bếp người Nhật Bản tên là Yukiko Hasada, đang rất nổi tiếng qua trang mạng YouTube nhờ vào tài chế biến thức ăn. Chế biến thức ăn thì làm gì mà nổi tiếng? Đơn giản bởi vì chị nhận được sự yêu thích của nhiều người, không chỉ vì cách chế biến các món ăn khéo léo mà còn vì chúng đều có kích thước rất là nhỏ. Để chế biến những món ăn có kích thước bé xíu, chẳng khác nào những món hàng trò chơi của các bé gái, nữ đầu bếp Yukiko Hasada
dùng những dụng cụ có kích thước cũng rất nhỏ bé, thậm chí con dao chị dùng cũng dài chừng 6cm. Tất cả những món ăn mà chị chế biến đều có tỷ lệ 1/17 so với kích thước thông thường của chúng và được lấy cảm hứng từ thực đơn dùng trong bữa ăn hàng ngày của gia đình. Qua đôi tay khéo léo của chị, các dĩa thức ăn tí hon như mì Ý, trứng sốt hành tây trở thành những tác phẩm nghệ thuật tinh tế, khiến người xem không khỏi trầm trồ thích thú và dĩ nhiên là rất thèm ăn. Nữ đầu bếp Yukiko Hasada đến với nghệ thuật chế biến món ăn bé xíu sau khi nhìn thấy một bộ đồ dùng nhà bếp thu nhỏ. Các tác phẩm ẩm thực của chị là sự kết hợp giữa niềm đam mê những món đồ thu nhỏ cùng sở thích nấu nướng. Thưa quý vị, những món ăn nhỏ xíu vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Chuyện Đông Tây Kỳ Thú ngày hôm nay. Xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị và hẹn gặp lại trong những số phát sóng tiếp theo của Chuyện Đông Tây Kỳ Thú. Xin chào và hẹn gặp lại.